Hả? Bắt đầu nào. Cháu đang để nuôi mà. Hả? Bây chỗ này. Con này được mấy tuổi rồi bà? Hai tuổi á? Được hai tuổi các bác. Nhìn cái lông rất là chất. Trần Xu Bắc Hà. Bản này em lên bản là em đã nhìn thấy con này rồi. Cho nên là nuôi con các bác ạ. Đuôi vừa xù. Đấy, xù bông lau luôn. Nhưng không biết là nghi sang đâu. Đấy. Ơ này con này con cái. Con này tơ. Tơ đâu mà tơ. Hai tuổi rồi. Hả? Hai tuổi này bắt đầu đẻ tốt. Đấy, bác nào kết em này thì nhớ liên hệ luôn để nhà em bắt giúp luôn nhá. Đấy. Ờ rồi. Đi quay xuống cái này xem nào. Xem còn bạn nào nữa không để quay này quay lại con vện cho các bác nhé. Vừa rồi em chưa quay vện cho các bác. Đấy. Đâu nhỉ vện đâu nhỉ? Em ơi. Đi xem xuống xem con vện không anh. Tạnh mưa rồi, gập ô đi. Ôi vẫn mưa. Vẫn mưa mấy hạt. Xem nào, xem vện nào. Vện 1 triệu đây. Tôi có lát tiền nhận. Đấy, em sẽ quay lại con vện cho các bác xem nhé. Con đấy đẹp hết nhỉ. Xem bụng, kiểm tra bụng xem nào, xem bệnh tật gì không. Bệnh là nó hay bị lên nó xài sốt đấy. Có nốt gì không? Rồi cho đứng ra ngoài là xem nó có khỏe mạnh gì không? Ôm lên xem là nặng không? Tay cầm lên là có sức nặng ăn tốt. Đốm đầu lưỡi thôi. Này là bị con bọ chó nó cắn bụng. Rồi rất là ổn các bác ạ. Đấy. Nhiều bác hỏi và tìm kiếm hỏi tìm rất là nhiều nhưng mà hôm nay mưa quá nên chưa gặp được em nào ưng ý các bác ạ. Đấy. Giá 1 triệu. Vâng có gì thì em sẽ quay lại. Rồi em đang có điện thoại phiền các bác tí nhá. Đây, phiên chợ hôm nay khá là đông rồi các bác ạ. Đấy. Đấy, chợ giờ đông lắm này các bác này. Đấy, mọi người đến chợ đang tìm kiếm xem chó rất là nhiều. Đấy, giá em đen hôm nãy là 1 triệu các bác nhé. Vện các bác. Vện là 1 triệu. Con đen này bao nhiêu nhỉ? 2,8 triệu à? Đấy. Bạn này hai giá 2,8 triệu. Bạn này form dáng thần thái rất là ổn. Em vàng này cũng vậy. Tuy nhiên là em này đuôi khó phải. Đấy, hai em này đều đuôi khó phải hết các bạn ạ. Đấy, một em đực và một em cái vàng và đen đực. Vàng thì là có 800 thôi, còn đực thì kia là 2,8 triệu. Đấy, giá chênh lệch rất là lớn các bạn ạ. Chỉ khác một màu thôi nhưng mà giá nó chênh lệch khác rồi. Đó. Hàng tay dựng này thường móc nó ngắn này. Bạn cái thì khá là đẹp. Trời mưa rét run hết rồi các bác ạ. Các bác thấy hai em này đẹp ấy. Nhớ ấn like mạnh giúp em nhé. Cảm ơn các bác. Đây quay trở lại em trắng này. Nhìn thì trắng tinh. Trắng tinh, giờ đính đực. Đuôi bông lau. Đấy, vừa rồi giá 2 triệu, còn giá 2 triệu. Đây bạn này nhìn rất là khô này. Đấy, quý chủ chưa? Trèo lên. Xin chào ạ.